gà để nấu 3 món. Món gỏi gà, cơm gà, cháo gà. Rồi chúng ta vào bếp thôi. Cháo này mình vớt gà ra rồi, giờ mình bỏ gạo và mình bỏ lòng gà vô nêm nếm. Nồi cháo gà đã hoàn tất rồi, đó là nồi cháo gà đầy ngon. Đó. Rồi. Giờ tôi đi rang gạo để nấu với cơm gà. Bếp lên đổ dầu với là tỏi, tỏi với là gừng, rang cho vàng xong rồi đổ gạo vô rang. Rang vậy nè. Vô tí nghệ cho nó vàng vàng. Rang tí xíu cho nó khô khô rồi bỏ vào nồi đổ nước gà vô nấu. Rang xong rồi ta lại cho vào nồi. Xong ta cho nước vào, nước gà, nước luộc gà. Gạo vào nồi cơm điện, ta bắt vô, bắt đầu ta nấu nè. Hướng dẫn chọn món gỏi gà. Đó, giờ tôi cho hành tây vào. Cho vào miếng chanh, bắt chanh vào. Xíu muối tiêu vào.
sau đó ta cho rau răm vào. Gà đã hoàn tất.